Tin thiếu nhi thánh thể, khóa huấn luyện tiền sa mạc cấp 2 năm 2021 với mục đích giúp các huynh trưởng trao dồi kiến thức về phong trào thiếu nhi thánh thể nhằm nâng cao khả năng phụng sự Chúa và giúp ích cho các em thiếu nhi và mọi người. Ngày 17-18 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Liên đoàn Phêrô Đoàn Công Quí, Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Phú Cường đã tổ chức khóa huấn luyện tiền sa mạc cấp 2 Galilê 2021. Theo trang tin Thiếu nhi Thánh thể giáo phận Phú Cường, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên hai đợt huấn luyện trước đây đã bị tạm hoãn. Nhưng không vì thế, tinh thần các sa mạc sinh có dấu hiệu vơi đi. Tạm gác lại một tuần làm việc và học hành căng thẳng, chiều thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021, 41 anh chị em huynh trưởng cấp 1 ở khắp các giáo hạt thuộc giáo phận Phú Cường đã quy tụ nơi nhà trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường để cùng hòa mình vào tinh thần sa mạc. Trong đợt huấn luyện này, hiện diện cách đặc biệt có thầy Phaolô và các anh chị em trong ban nghiêm huấn. Với vai trò là người đồng hành, thầy mời gọi các trại sinh cùng sống với tâm tình phục vụ nơi chính anh chị em xung quanh mình. Các bạn sa mạc sinh dù đã quen biết nhau từ trước hoặc chưa, nhưng qua công việc thường ngày như dọn bàn, quét dọn, đến công việc chuyên môn như học bài khóa, làm việc nhóm và thiêng liêng hơn là các giờ kinh, giờ trầu. Bằng lời mời gọi sống phục vụ, các trại sinh nhanh chóng hòa nhập với nhau, trao cho nhau những tương quan giữa các thành viên trong đội, trong nhóm, cùng nhau làm việc tích cực, hăng say trong các bài khóa, bài tập nhóm, sốt sắng và lắng động nơi các giờ chầu, giờ lễ. Những ngày đầu hè không khí có phần hơi oi bức khiến các bạn đôi lúc mệt mỏi, nhưng với tinh thần nhiệt huyết của một người huynh trưởng đầu ngành, các bạn vẫn không ngừng trau dồi các kiến thức, kỹ năng mà các thầy, các anh chị truyền đạt qua các bài khóa. Đây là cơ hội các trại sinh tự trang bị cho mình những hành trang vững chắc vai trò của huynh trưởng cấp 2 sắp tới. Không chỉ phục vụ cho các giáo xứ mà nhân rộng lên là phục vụ cho nhiều người khác xung quanh các bạn. Qua 2 ngày trại, tuy thời gian không dài, nhưng hy vọng các em đã bồi dưỡng cho mình thật nhiều kỹ năng và giữ lại thật nhiều kỷ niệm. Thiết nghĩ đây là thêm một lần rèn luyện tinh thần và là một bước đệm trước khi bước vào kỳ huấn luyện sa mạc tâm linh, sa mạc kỹ năng cấp 2 Galilê 2021 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sắp tới đây.